em sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm phần số 2 của cái phần đường nhỏ lượng giác trong một cái dao động điều hòa. Mục đích là củng cố cho các bạn thêm cái phần kiến thức về dao động điều hòa để các bạn có thể nắm vững hơn cái đường nhỏ lượng giác, cộng với là các bạn sẽ dạy em được các bài tập ở trong sách giáo trong đề thi đại học nha. Và dạng này tuyệt đối là hoàn toàn miễn phí, không bao giờ mình sẽ không thu phí các bạn những bài dạng này, nên các bạn an tâm mà xem. Và các bạn có thể ủng hộ lại mình bằng cách là truy cập trên web hoabacfgo.net để xem bài giảng, và cộng thêm là xem những cái đề bài của những bài giảng này mình sẽ đưa về ở phía dưới bài giảng để các bạn có thể tiện theo dõi. Và sau đây là cái bài tiếp theo để mình giúp các bạn là củng cố cái bài những cái đường phân phát ra giờ giác, bài số 252. Các bạn nào mà có muốn nhu cầu mà lấy cái tài liệu này á, mình có thể gửi mail cho các bạn ngay lập tức. Bạn bên mà có thể là PM Yahoo IH Hà Bắc Rồ. Maxson 1900. PM Yahoo này vừa vào gửi cho mình cái địa chỉ mail của bạn thì mình sẽ lập tức mình chuyển những cái bài giảng này, cái bộ tài liệu cho bạn. Các bạn lưu ý là cái bộ tài liệu này không có đáp án, không có đáp án, nên là các bạn sẽ cố gắng mình tập trung mình sử dụng cái tài liệu này cho nó nhuần nhuyễn. Rồi, bài số 252, một bài dao động với phương trình là x = 6 cos. x = 6 cos 10 pi t cộng 2 pi 3. cm. Xác định thời điểm vật lần thứ 100 vật có động năng bằng thế năng và đang chuyển động về vị trí cân bằng. Vật có động năng bằng thế năng. Và ở đây mình sẽ lưu ý cho bạn một vài cái công thức để khi cái vị trí của vật n, tức là khi mà vật có động năng bằng n lần thế năng thì mình sẽ có x nó sẽ bằng là cộng trừ a mà chia cho căn n tổng 1. Ví dụ động năng bằng thế năng tức là n bằng 1 và x sẽ bằng cộng trừ a chia căn 2. Động năng bằng 3 lần thế năng tức là n bằng 3 và x sẽ bằng cộng trừ a chia cho căn 4 tức là a chia 2, cộng trừ a chia 2. Lưu ý như thế. Và lúc này v nó sẽ bằng là cộng trừ căn n chia cho n cộng với 1 và nhân với v về mắt. Thú vị đó các bạn. Và lát công thức này nó sẽ tìm ngay được a ở vị trí a và vị trí v. Rồi mình xóa bảng, xóa cái phần này đi. Đó. Lần thứ 100 rồi. Mình sẽ giải cái bài này ha. Bài này mình sẽ giải bằng cách nhanh hơn. Vòng tròn. Lưu ý với các bạn là đường tròn mình không cần thẳng, mình chỉ cần mình hiểu được cái đường tròn là mình không cần nó thẳng đâu. Đừng có mua con ba mà vẽ mà quay nha. Đây các bạn. Rồi. X nó bằng mấy? 6. 6 và đây là trừ 6. Vị trí này là vị trí cân bằng. Được chưa? Nó hỏi là lần thứ 100 vật có động năng và bằng thế năng và đang chuyển động về vị trí cân bằng. Lần thứ 100, xác định thời điểm lần thứ 100 và đang chuyển động về vị trí cân bằng. Vậy, động năng bằng thế năng thì mình biết ngay là x sẽ bằng cộng trừ a chia cho căn 2. Cộng trừ a chia căn 2 nó có vị trí này nè. Một chỗ, và đây là bên đây nữa là một chỗ. Tức là đây là dương a chia cho căn 2. Phần này là âm a chia cho căn 2 cộng trừ mà 2 bên, được chưa? Mà rất quan trọng ở đây là nó đang chuyển động về vị trí cân bằng, tức là đang chuyển động
về vị trí cân bằng và nhìn trên đường tròn này. Nhìn trên đường tròn này mình thấy là từ đây. Không. Từ pha ban đầu tức là pha 2π/3. 2π/3 tức là 120 độ. 120 độ thì mình vẽ ở đây. Tức là đơn vị. Đấy. Và góc này là góc pha ban đầu, là góc 2π/3 này các bạn. 2π/3. Được chưa? Tức là ban đầu ở đây là t bằng bằng 0. T bằng 0 mình chỉ cần biểu diễn cái thằng pha ban đầu này lên là nó nằm ở đây, là lúc ban đầu nằm ở đây đó. Xác định thời điểm vật có động năng bằng thế năng và đang chuyển động về vị trí cân bằng. Vậy từ đây đến đây đang ở đây một chuyển động ra, tức là đang ra biên, đúng không? Ra biên giới rồi. Từ đây từ biên giới này nó chạy về đây, tức là đang về vị trí cân bằng. Mà lần thứ 100 lần. Lần thứ 100 thì mình làm thế nào đây? Bạn biết là động năng bằng thế năng trong một chu kỳ, động năng bằng thế năng và nó chuyển động về vị trí cân bằng là nó hai lần. Lần về lần nào? Lần đó là lần này nè. Đúng không? Đang về vị trí cân bằng, đúng không? Mà vị trí động năng bằng thế năng mà đang về vị trí cân bằng, đúng không? Mà lần này là lần đầu tiên, từ đầu đến đây là lần đầu tiên. Còn lần thứ hai nào vào đâu vậy? Đây đang lên cũng đến vị trí x, là cũng đến vị trí động năng bằng thế năng, nhưng mà vị trí này là đang ra xa vị trí cân bằng, đúng không? Còn từ mà cái thằng này nè, nó lên đến đây, lên đến phía trên vị trí cân bằng ở phía trên này nè, tức là nó đang về vị trí cân bằng, tức là mình phải lấy cái thằng này, đúng không các bạn? Đó, tức là hai vị trí này nó đang chuyển động về vị trí cân bằng, được chưa? Mà người ta hỏi lần thứ 100 là lần thứ 100 thì mình tưởng tượng trong đầu mình nè, nó quay lên đây hết một chu kỳ, đúng không? Hết một chu kỳ đó, một vòng này nè, hết một chu kỳ đi được hai lần. Vậy thì 100 lần thì nó phải đi hết mấy chu kỳ? 50 chu kỳ, đúng không? 50 chu kỳ. Vậy thì sau 50 chu kỳ thì nó quay lại 50 vòng và nó làm lại vị trí này, đúng chưa? Nó nằm lại vị trí đó sau 50 chu kỳ, mà nó nằm lại vị trí đó. Nhưng mà khổ nói nó thừa ra cái thằng này, thằng này nó đâu đi đâu, nó hỏi đến đây thôi, đến vị trí này thôi, chứ đâu có hỏi là nó đâu có hỏi đến thằng này đâu. Nên là mình phải tính 50 chu kỳ, mình trừ đi cái thằng này, đó là cái thông minh ở đây, đúng không? Trừ đi cái thằng dư ra này là cái mình cần bỏ đi. Vậy thì thời gian nó bằng 50 chu kỳ mà trừ đi cái thằng này mình gọi là t đi, t dư đấy, đúng không? Vậy mục đích cuối cùng của mình là mình tìm được góc quét này. Từ góc quét này mình sẽ suy ra được cái thời gian mà dư, đúng không? Vậy giờ đây mình tính t dư. Mình đây mình nói cho ông dạy các bạn hiểu thôi, còn cái việc bạn làm là không cần hiểu nhiều như mình đâu, đúng không? Đây a chia căn 2, mình biết ngay góc này là t là pi trên 4 này. Mình biết cái thằng nhỏ là pi trên 4 này. Hỏi sao biết pi trên 4? Hỏi sao biết pi trên 4 vậy? Tôi nói là đây là a chia căn 2. Vậy cốt góc này, cốt này là kề chia huyệt, tức là a chia căn 2, đúng không? Mà chia căn miền tức là a, vậy thì cốt này nó bằng là căn 2 chia 2. Cốt này bằng căn 2 chia 2 thì góc này bằng pi trên 4. Mà góc này bằng pi trên 4 thì mình lấy pi trên 2 là góc vuông này mà trừ đi pi trên 4 cái này. Vậy thì đây nó còn là pi trên 4, đúng không? Pi trên 4 đây. Đấy, pi trên 4 nha. Còn từ đây đến đây này. Đấy. Mình biết là cả cái thằng này, cả thằng bự nó là 2π/3, tức là 120 độ các bạn. Đúng không? 120 độ. Mà cái thằng góc vuông này nó lấy hết 90 độ rồi, đúng không ạ? Nó lấy hết 90 rồi à. Vậy cho nên nó còn lại 30 độ. Vậy góc này nó bằng pi chia pi 6, đúng không? Vậy thì góc thời gian dư này, thời t dư ứng với gì? Ứng với góc nhiêu? Pi trên 4 mà cộng cho pi chia pi 6 bạn kia 12
Vậy ứng với thời gian là t sẽ bằng là 5t chia 24, đúng không? Vậy thời gian của nó sẽ bằng là 50 chu kỳ. Cái mình cần tìm là cái thằng 50 chu kỳ mình trừ đi cái thằng này nè. 50 chu kỳ trừ đi 5t chia 24. Kết quả thằng này bao nhiêu bạn? Bạn tự bấm.